Avezac, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Hello everyone, welcome back. Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đã quay trở lại với khoa học của Vietjet. Và ở video lần này thì cô sẽ cùng chúng ta tiếp tục với review 3 từ bài số 7 đến bài số 9. Và ở phần review 3 thì sẽ chia ra hai phần, language và skills. Ở video lần này thì cô sẽ tập trung vào phần language, và ở video sau thì cô sẽ giúp chúng ta làm skills nhé. Và ở phần language thì sẽ có 4 phần. Phần đầu tiên liên quan đến phát âm, pronunciation. Và ở phần phát âm của review 3 thì chúng ta sẽ tập trung vào trọng âm của ba cặp từ, của ba cặp âm. Và phần thứ hai sẽ liên quan đến phần từ vựng, vocabulary. Phần thứ ba, grammar, ngữ pháp. Và phần cuối cùng là everyday English, là các cấu trúc mà chúng ta thường dùng ở trong hàng ngày. Và không để chúng mình chờ lâu thì chúng ta sẽ cùng làm bài số 1 luôn nhé. Yêu cầu của bài số 1: Mark the stress on the correct syllables in the words, là chúng ta sẽ phải đánh trọng âm vào cái âm đúng của các từ sau đây. Then listen and repeat, sau đó thì chúng ta sẽ nghe và nhắc theo. Và ở phần phát âm của bài số 7 đến bài số 9 thì chúng ta có những cái như thế này. Đầu tiên là chúng ta có đuôi x và đuôi o. Và những cái từ mà kết thúc bằng đuôi x và đuôi o thì chúng ta sẽ trọng âm rơi vào ngay trước nó. Ví dụ, cô có ví dụ là iconic. Kết thúc là âm x này, và rơi trước vào âm nó là âm kin. Economic. Trước âm mic, âm no, nên rơi vào âm no. Và tương tự ví dụ như là musical. Cuối cùng là âm khổ đúng không nhỉ? Nên rơi vào trước nó là âm dích này. Và ở bài số 8 chúng ta học là âm is và âm e đúng không nhỉ? Và âm is và âm e thì theo sách giáo khoa thì sẽ là rơi vào âm cuối. Nhưng mà chúng ta sẽ hiểu đơn giản là nó sẽ rơi vào chính nó, bởi vì đây là âm cuối rồi mà, đúng không nhỉ? Ví dụ cô có cái danh từ là trainee, là người mà sẽ đi huấn luyện ấy. Người sẽ đi tham gia huấn luyện, trainee. Sẽ rơi vào âm chính nó là âm ni, âm cuối này, và nó sẽ là âm số 2. Và ở unit số 9 thì chúng ta có đuôi graphy và logy. Graphy và logy thì trọng âm sẽ rơi vào âm trước nó, hoặc là chúng ta có thể hiểu đó là âm thứ ba từ dưới lên. Ví dụ cô có ví dụ là photography. Ở đây graphy, phi, graph, to, ba từ dưới lên âm to này, hoặc là đơn giản là rơi trước âm graphy là âm to, đúng không nhỉ? Ok, thì đây là các những cái lý thuyết mà cô ôn tập lại để chúng ta có thể làm bài số 1. Vậy thì ba cái đầu cô đã làm sẵn rồi. Vậy thì chúng ta sẽ ôn tập lại này. Cái đầu tiên, Nepalese, đúng không nhỉ? Nepalese có âm e nên sẽ rơi vào chính nó, và chính nó sẽ là âm số 3. Musical. Âm trước âm khổ rơi vào trước âm khổ sẽ là âm số 2, âm dích này. Photography có đuôi graphy, chính là cái ví dụ ở bên này đúng không nhỉ? Và rơi vào trước graphy thì sẽ là âm to, và trong cái từ này thì nó là âm số 2, đúng không? Mọi người sẽ để ý giúp cô là cái số 3, số 2, số 2 này nhá. Không phải là nó rơi vào âm số, không phải là nó là kiểu thứ 3 từ dưới lên hay là thứ 2 từ dưới lên đâu, mà chỉ là ở trong cái âm này thì nó rơi vào âm số 3 này, trong cái từ này thì nó rơi vào âm số 2, trong cái từ này thì nó rơi vào âm số 2, chứ không phải là đôi lease, đôi khổ và graphy thì sẽ rơi vào âm 3, 2, 3 đâu nhá. Ok, tiếp theo là một tính từ athletic. Âm x đúng không nhỉ? Âm x nên sẽ rơi vào trước nó là âm le này, athletic. Và âm le thì nó là âm số 2 trong cái từ này, đúng không? Âm số 2 của từ athletic. Tiếp theo là từ technology. Đuôi logy, âm trước nó là âm no này. Và âm no trong từ này, technology, nó là âm số 2, đúng không nhỉ? Tiếp theo, một từ mà nghĩa là trọng tài, referee.
Đôi y nên sẽ rơi vào chính nó là âm cuối. Và trong từ này nó là âm số 3, đúng không? Ok, âm số 3. Và tiếp theo từ số 7, economic. Economic là ví dụ ở bên này, âm x và đôi âm o, đúng không nhỉ? Sẽ rơi vào trước nó nên sẽ rơi vào âm no, economic. Và trong cái này, economic, âm no sẽ là âm số 3 trong từ này. Biology, biology, âm logy rơi ngay trước nó là rơi vào âm o, đúng không nhỉ? Biology, và đây là âm số 2 trong từ. Japanese, Japanese, âm y rơi vào chính nó, và đây là âm 3 trong từ. Geography, geography, âm graphy trước nó sẽ là âm o. Geography, và nó là âm số 2 trong từ. Physical, physical, âm cổ rồi trước nó sẽ là âm dích. Examinee, âm y rơi vào chính nó nên sẽ là âm số 3, đúng không nào? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe và nhắc lại nhé. Review 3, page 36. Pronunciation. Activity 1. Mark the stress on the correct syllables in the words. Then listen and repeat. Nepalese. Nepalese. Musical. Musical. Photography. Photography. Athletic. Athletic. Technology. Technology. Referee. Referee. Economic. Economic. Biology. Biology. Japanese. Japanese. Geography. Geography. Physical. Physical. Examinee. Examinee. Ok, và cô đã có một sự sai sót ở đây. Từ physical, đúng là âm khù này này, nhưng mà trước nó lại là âm x nữa, âm khổ này chỉ là thêm vào thôi. Cái từ physics này, đây là từ gốc của nó, mà nghĩa là vật lý này. Và bởi vì như thế nên nó sẽ rơi vào âm phi, đúng không nhỉ? Âm x này. Còn nơi thêm tiền tố vào thì nó không làm thay đổi trọng âm, nên nó vẫn là âm đầu âm phi thôi nhá. Lúc phát âm thì rõ ràng là nó physical rồi, đúng không nhỉ? Chứ không phải là physical. Ok, nói vào âm 1 âm phi nhá. Sorry. Ok, và đó là kết thúc phần pronunciation, phần phát âm. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần từ vựng nhé. Phần từ vựng, yêu cầu của bài số 2 như sau. Complete each sentence with a suitable form of the word provided. Có nghĩa là chúng ta sẽ phải hoàn thành mỗi câu sau với hình thức đúng của từ được cho. Hình thức đúng ví dụ như là ở đây tôi cần một động từ, thì động từ của từ prediction là gì này. Ví dụ ở đây tôi cần một danh từ, thì danh từ của icon là gì. Thì đó là cái dạng bài yêu cầu của bài số 2 như thế. Và chúng ta có 6 câu. Đầu tiên chúng ta sẽ phải xác định là trong chỗ trống tôi cần một cái gì, danh, động hay là tính. Sau đó thì chúng ta sẽ xem là danh từ, động từ của cái từ đó là gì nhá. Vậy câu số 1 này. Câu số 1 cô chưa cần phải dịch nghĩa, nhưng mà cô có thấy ở đây là nó cộng với to này, have to, và sau to nó sẽ phải là một cái verb nguyên thể, đúng không nhỉ? Một cái verb nguyên thể. Verb nguyên thể have to, verb là giúp để làm gì, đúng không? Sẽ giúp để làm gì. Vậy động từ của prediction nó sẽ là động từ predict. Và câu này sẽ có nghĩa là công nghệ sẽ có thể giúp cho chúng ta dự đoán được những cái thảm họa tự nhiên. Technology will properly help to predict natural disaster. Đó là câu số 1. Vậy câu số 2. Monuments are always great attraction for visitors and tourists. Và monument, đài tưởng niệm, đúng không?
thì luôn luôn là cái điểm thu hút cho khách tham quan và khách du lịch. Monuments là một danh từ rồi. Vậy trước danh từ cô cần một tính từ để bổ sung cho danh từ đó. Vậy tính từ của icon sẽ là iconic, đúng không nhỉ? Đài tưởng niệm biểu tượng ấy, iconic. Vậy câu số 2 cô sẽ điền là iconic. Câu số 3. Flood, tsunamis, drought are examples of disaster. Và chúng ta có đây, ngay cái câu trên luôn là natural disaster, đúng không nhỉ? Và chỗ này cô cần điền một tính từ. Sẽ có bạn phân vân là em sẽ cần điền danh từ bởi vì sau of đây, đúng không? Cái gì đó của cái gì. Nhưng mà ở đây cô đã có danh từ là disaster rồi, nên chỗ này cô cần một tính từ để bổ sung cho disaster. Tính từ của nature là natural. Vậy câu số 3 sẽ là natural. Và chúng ta, bài số 9 chúng ta luôn luôn nói là natural disaster, đúng không nhỉ? Đó là một cụ luôn. Và chỗ này cô cần một tính từ nhé. Và câu số 3 có nghĩa là lũ lụt này, sóng thần, hạn hán là những ví dụ của thảm họa thiên nhiên. Tiếp theo, chúng ta có Scotland is an interesting place to visit with its rich da-da-da. Và từ là cultural. Cultural đây là tính từ rồi này. Vậy ở đây nhá, cô có it. Cái it này, số 4. Cái số 4, cô có it. Cái này nó là tính từ sở hữu. Sau tính từ sở hữu luôn luôn phải có một danh từ, tính từ sở hữu khác, ví dụ như là my này, my house, kiểu dạng vậy. Thì cái it nó là tính từ sở hữu. Vậy câu số 4 ở đây, sau tính từ sở hữu cô cần một danh từ. Rich là tính từ, vậy chỗ này nó sẽ phải là một danh từ, đúng không nhỉ? Rich thì rich tính từ cộng với danh từ, tính từ bổ sung cho danh từ đằng sau. Vậy danh từ của culture là cultural, là culture. Culture, nền văn hóa. Và câu số 4 có nghĩa là Scotland thì là nơi thú vị để đến thăm với nền văn hóa giàu có, đa dạng của nó. Vậy còn câu số 5 thì sao? The victims of the village were provided with food and medicine. Và nạn nhân của cái gì thì đã được cung cấp, đúng không? Cung cấp thực phẩm và thuốc men. Ở đây cô có village là danh từ rồi này. The là mạo từ, sau mạo từ là danh từ là đúng rồi này. Vậy trước danh từ cô cần một tính từ, đúng không nhỉ? Và tính từ của flood là flooded. Flooded, ngôi làng bị lụt đó. Vậy còn câu số 6 cô cuối cùng thì sao? This river will soon become if the people here keep dumping waste into it. Là dòng sông này thì sẽ trở nên ô nhiễm, đúng không nhỉ? Bởi vì có đây là pollution này. Nếu con người ở đây vẫn cứ thải rác vào nó, vẫn cứ thải rác thì nó sẽ ô nhiễm. Vậy thì ở đây become, ok, will soon become. Chúng ta có một cái là ví dụ như là become tính từ này. Cô sẽ nốt lên đây, cô sẽ nốt cho một từ khác. Become tính từ sẽ là trở nên như thế nào này, còn become danh từ thì sẽ trở thành cái danh từ này. Vậy ở đây câu số 6 sẽ trở thành sự ô nhiễm hay là sẽ trở nên ô nhiễm? Nó sẽ phải là sẽ trở nên ô nhiễm, đúng không nhỉ? Nó sẽ phải là một dạng tính từ. Vậy tính từ của pollution thì sẽ là polluted, sẽ bị ô nhiễm. Polluted. Và sẽ có bạn sẽ thắc mắc một chút là nó có tính từ ed ư, bởi vì là cô có động từ là pollute. Cô có động từ là pollute này, nhưng tại sao thêm ed vào nó lại thành tính từ? Thì đáp án ở đây là thêm ed vào thì nó sẽ sang thành phân từ 2, và phân từ 2 nó đóng vai trò là một tính từ nhá, mang ý nghĩa là bị như thế nào. Ok, cô sẽ viết lại từ pollute. Và đó là lý do tại sao ở đây flooded cũng sang tính từ thêm ed này, và polluted cũng tương tự như vậy.
Thì đó là bài số 2 liên quan đến các từ vựng xuyên suốt từ bài số 7 đến bài số 9. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang bài số 3 nhé. Yêu cầu của bài số 3 như sau. Match the definitions with their words. Có nghĩa là chúng ta sẽ phải nối những định nghĩa với những từ của nó. Và chúng ta có 6 định nghĩa cũng như là có 6 từ. Chúng ta sẽ xem từ trước nhé. A native. Native mang nghĩa là a native. Native thì bình thường thì chúng ta sẽ có một cái, nếu mà nó là tính từ ấy thì nó sẽ mang nghĩa là thuộc bản địa, đúng không nhỉ? Bẩm sinh này, tự nhiên này. Còn collapse thì nó sẽ mang nghĩa là collapse sẽ mang nghĩa là đổ sụp xuống. Disaster, thảm họa. Attraction là điểm thu hút này. Contaminated thì nó sẽ bằng với polluted, bị ô nhiễm. Và pollutant là chất gây ô nhiễm. Vậy ở đây, ở định nghĩa số 1, a very serious accident which caused a lot of death and destruction. Có nghĩa là một tai nạn rất là nghiêm trọng mà gây ra rất là nhiều cái chết cũng như là sự phá hủy. Vậy ở đây, nếu mà liên quan đến như thế thì ở bên này thì mình chỉ có disaster thôi, đúng không nhỉ? Là thảm họa. Vậy câu 1 sẽ đi nối với phần C, a disaster. Câu số 2 này, a person, plant or animal which come from a particular land. Và ở đây có nghĩa là một người này, cây hoặc là động vật đến từ một vùng đất, đúng không? Đến từ một vùng đất cụ thể nào đó thì nó sẽ là một người bản địa. Bản địa, a native, A. Và a substance which make air, water, soil, dirty. Và a substance là một cái chất. Chất mà gây ra, chất mà khiến không khí này, nước cũng như là đất bị bẩn. Thì nó chính là chất gây ô nhiễm là pollutant, F. Câu số 4. What can happen to buildings in an earthquake? Là điều mà có thể xảy ra trong một tòa nhà trong một trận động đất thì nó chính là bị đổ, đúng không nhỉ? Collapse. B. Và câu số B, câu số 5, a place of nature or cultural interest, là một nơi cho sự nơi mà thu hút về sự thiên nhiên hoặc là về văn hóa thì nó chính là an attraction, địa điểm thu hút. D. Và câu số 6 cuối cùng thì chúng ta chỉ còn lại phần E thôi, đúng không nhỉ? Nó có nghĩa là made dirty by adding poison or chemical, làm bẩn bằng cách thêm chất độc hoặc là hóa chất thì có nghĩa là gây ô nhiễm, contaminated bằng một polluted. Và đó là bài số 3 cũng như là kết thúc phần từ vựng. Cô nghĩ là chỉ trong hai bài tập thì chúng ta cũng không thể nào ôn tập được hết các từ vựng của cả 3 unit. Vậy nên là nếu chúng ta thấy là vẫn chưa đủ thì chúng ta sẽ xem lại những clip liên quan đến từ vựng mà cô đã tổng hợp lại sau 3 unit này nhé. Và chúng ta sẽ chuyển sang phần grammar, phần ngữ pháp. Phần ngữ pháp với bài số 4. Yêu cầu của bài số 4: choose the correct answer A, B, C or D to complete the sentences. Có nghĩa là chúng ta sẽ phải chọn những câu trả lời đúng A, B, C hoặc là D để hoàn thành câu sau. Câu số 1. Our cities from different kinds of pollution, water, air and noise. Là thành phố của chúng tôi thì như thế nào? Khỏi các những loại ô nhiễm khác nhau như là ô nhiễm nước này, không khí và tiếng ồn. Thì ở đây chúng ta có from, suffer from rồi này. Nhưng mà liệu là cái gì? A là thì hiện tại tiếp diễn. B cũng là hiện tại tiếp diễn. C hiện tại đơn. Và D là quá khứ hoàn thành. Quá khứ hoàn thành thì nó sẽ luôn đi kèm với quá khứ đơn rồi, đúng không? Nhưng mà trong này nó không hề nói tới là cái nào xảy ra trước, cái nào xảy ra sau. Nên câu này thì mình chưa chọn quá khứ hoàn thành. Vậy còn A, B, C này. Đầu tiên our city thì chúng ta sẽ coi nó là số ít nhá. Nó là số ít. Vậy
Số ít thì sẽ không thể nào to be là are được rồi. Và nếu mà là số ít thì động từ ở hiện tại đơn sẽ phải thêm s hoặc là es. Nên C cũng không phải là đáp án đúng. Nên đáp án đúng duy nhất chỉ có thể là đáp án A thôi. Là thành phố của chúng tôi thì đang phải chịu đựng những cái loại ô nhiễm khác nhau. Ví dụ như là ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí và ô nhiễm tiếng ồn. Vậy câu số 2. Several tropical storms our country recently. Câu số 2 thì nó có một dấu hiệu nhận biết để chúng ta chọn thì. Đó là recently. Nó sẽ bằng với so far, until now. Liên quan đến nó thì hiện tại hoàn thành. Vậy trong 4 đáp án thì đáp án số B là đáp án của thì hiện tại hoàn thành. Câu số 2 có nghĩa là vài cơn bão nhiệt đới đã đánh vào đất nước ta gần đây. Còn câu số 3. The victims on the roofs of the houses with food and water by the rescue team. Là những nạn nhân trên mái nhà đúng không? Những nạn nhân đang trèo lên ở trên mái nhà ấy thì đã được, đây, sorry cô đã dịch luôn cả cái thì của nó rồi, thì được cung cấp đúng không? Được cung cấp thức ăn này, nước bởi đội cứu hộ. Vậy ở đây nó đang có đáp án A, quá khứ đơn, nhưng mà ở thì chủ động. Đáp án B thì tương lai đơn, bị động. Đáp án C, quá khứ đơn, bị động. Và đáp án D là quá khứ hoàn thành, chủ động. Đầu tiên ở đây, được những cái người này thì sẽ phải là được cung cấp, chứ không phải là đi cung cấp, đúng không nhỉ? Vậy nó sẽ phải là bị động. Vậy tôi loại bỏ đáp án A và D luôn. Còn B và C, B là sẽ được. Nhưng mà B vẫn bị sai với câu bị động, bởi vì nếu mà là will be sau phân từ 2, provide sẽ phải chuyển sang phân từ 2, đúng không nhỉ? Nên đáp án chỉ còn là đáp án C là đáp án chính xác, đã được cung cấp. Câu số 4. If we soon, the pollution will get much worse. Nếu mà chúng ta không hành động sớm, không hành động luôn đúng không? Nếu mà chúng ta không hành động sớm thì việc ô nhiễm sẽ trở nên tệ hơn. Ở đây nó liên quan đến câu điều kiện if này, về sau là tương lai đơn nên về trước sẽ là hiện tại đơn, câu điều kiện lại 1, có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Vậy đáp án nào là đáp án của câu điều kiện lại 1? Đáp án A, đúng không nhỉ? Don't act. Nếu mà chúng ta không hành động sớm thì ô nhiễm sẽ trở nên tệ hơn. Ok. Câu số 5. I learned from the news on TV that the earthquake hundreds of people of houses. Là tôi đã biết trên tin tức, biết từ tin tức đúng không? Trên TV về trận động đất mà phá hủy những cái hàng trăm ngôi nhà. Vậy ở đây A hiện tại đơn, B quá khứ đơn, N thì bị động, C quá khứ hoàn thành, D hiện tại tiếp diễn. Vậy ở đây tôi, I learned này là quá khứ này, và cái trận động đất này thì đã phá hủy hàng trăm nhà. Vậy thì cái việc mà đã phá hủy này nó sẽ phải xảy ra trước cái hành động mà tôi biết được cái tin tức đó, đúng không nhỉ? Vậy hành động xảy ra trước một hành động trong quá khứ thì cô sẽ chọn thì quá khứ hoàn thành, và đáp án ở quá khứ hoàn thành sẽ là đáp án C. Và câu số 6. Look at your weekly schedule. The presentation on visual pollution at 9:45. Don't be late, please. Và nhìn vào thời khóa biểu hàng tuần của bạn thì bài thuyết trình về tầm nhìn, đúng không? Về ô nhiễm tầm nhìn của bạn sẽ bắt đầu vào lúc 9:45, nên là đừng đi trễ nhé. Câu A is starting sẽ bắt đang bắt đầu. Và cô có một lưu ý là nhá, các động từ ví dụ như là start, end hoặc là have để thể hiện là có cái gì thì chúng ta sẽ không dùng thì hiện tại tiếp diễn, sẽ không có đang bắt đầu, sẽ không có đang kết thúc, bởi vì là hành động bắt đầu với kết thúc chỉ là một tích tắc là nó đã xong rồi, nên sẽ không có dạng tiếp diễn, nên không, đáp án A chắc chắn là sai. Đáp án B là thì hiện tại đơn. Đáp án C là thì quá khứ hoàn thành. Đáp án D là thì hiện tại hoàn thành. Vậy ở trong câu số 6 này chúng ta có đáp án là đáp án B, hiện tại đơn, dùng để mang ý nghĩa tương lai, liên quan đến schedule này, thời gian biểu lịch trình, đúng không nào? Và câu số 6 cũng đã kết thúc phần số 4, bài số 4. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài số 5 nhé.
yêu cầu của bài số 5 như sau. Use the verb in brackets in the correct form to complete the conditional sentences. Có nghĩa là chúng ta sẽ phải sử dụng các động từ trong ngoặc để thì và chia thì cho nó chính xác để hoàn thành những câu sau. Và ở đây là chúng ta thấy là nó đang là một loạt các câu điều kiện if. Và cô sẽ ôn tập lại một chút về cấu trúc của câu điều kiện nhé. Câu điều kiện thì chúng ta đã học đó là câu điều kiện loại 1 và câu điều kiện loại 2. Câu điều kiện loại 1 có cấu trúc như sau. Mệnh đề if chia thì hiện tại đơn. Và mệnh đề còn lại sẽ chia thì tương lai đơn. Hoặc là các động từ khuyết thiếu ở thì hiện tại, ví dụ như là can này, may. Còn câu điều kiện loại 2 có cấu trúc là if cộng với quá khứ đơn. Về sau sẽ là would verb. Hoặc là các động từ khuyết thiếu ở dạng quá khứ là could, might. Vậy thì cách dùng của nó như sau. Câu điều kiện loại 1 dùng để diễn tả một cái điều kiện mà có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Câu điều kiện loại 2 diễn tả một cái trái ngược với hiện tại, trái ngược với sự thật. Và to be ở câu điều kiện loại 2 thì nó sẽ thường là to be were đối với tất cả các chủ ngữ. Vậy thì chúng ta sẽ dựa vào các cấu trúc này để chúng ta làm bài số 5 nhé. Bài số 5 câu số 1. If trees get enough water and sunlight, they grow well. Nếu mà cây, đúng không? Nếu mà cây có đủ nước và ánh sáng mặt trời thì chúng sẽ lớn tốt. Vậy thì đây có phải là một cái trái ngược với hiện tại, trái ngược với thực tế không? Không, mà đây là một cái mà có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai, đúng không nhỉ? Một cái có thể xảy ra nên cô sẽ chia thì chia câu điều kiện loại nhất, loại 1, đúng không nhỉ? Loại thứ nhất. Nên đáp án nó sẽ chính là về trước sẽ chia thì hiện tại đơn và về sau sẽ chia thì ở tương lai đơn. Vậy về trước chia thì hiện tại đơn get vẫn giữ nguyên bởi vì chúng là số nhiều. Và về sau thì sẽ là will grow, sẽ lớn nhanh, sẽ phát triển nhanh. Câu số 2, if today Sunday we like this. Và nếu hôm nay, đúng không, là chủ nhật thì chúng tôi đã không phải đi làm như thế này rồi. Đây, not have to work. Và ở đây, chắc chắn đây là câu điều kiện loại 2. Ước một cái trái ngược với sự thật, trái ngược với thực tế. Bởi vì là nếu mà hôm nay là chủ nhật thì tôi đã không cần ước. Vậy nghĩa là tôi trái ngược với thực tế. Tôi dùng câu điều kiện loại 2. Về trước là thì quá khứ đơn, về sau sẽ là would verb. Vậy quá khứ đơn của be sẽ là were. Và về còn lại sẽ là would verb. Sẽ là wouldn't have to work. Would not have to work. Câu số 2. If today were Sunday, we would not have to work. We would not have to work like this. Và câu số 3. If I a city to visit, I to San Francisco. It's my dream. Và nếu mà tôi có thể chọn, đúng không? Có thể chọn cái thành phố mà tôi sẽ đi du lịch thì tôi sẽ đi, tôi muốn đi đến San Francisco. Nó là ước mơ của tôi. Vậy ở đây nó sẽ là câu điều kiện loại 2, trái ngược với thực tế. Bởi vì là nếu mà tôi được chọn rồi thì tôi đã không cần phải ước như thế này, đúng không? Chứ không phải là một cái có thể xảy ra hiện tại hay là một cái mà nó giống như kiểu dạng như là cái này xảy ra thì cái này sẽ xảy ra. Mà đây chỉ là my dream này, trái ngược với thực tế. Tôi không có nên tôi mới phải ước như thế này. Nên về trước sẽ chia thì quá khứ đơn sẽ là could choose. Và về sau sẽ là would go. Và mọi người sẽ hơi thắc mắc là vậy thì làm sao để phân biệt là có thể xảy ra hiện tại hoặc tương lai, và cái mà trái ngược với thực tế, trái ngược với hiện tại như thế. Thì thường trái ngược với hiện tại là để chỉ cái câu ước của mình, đúng không? Ước gì? Nếu mà như thế này thì thế nào? Nếu mà tôi có thể thế này thì tôi đã thế nào rồi? Còn cái câu điều kiện loại 1 có thể xảy ra hiện tại hoặc tương lai ấy, nếu, ví dụ như là nếu mà tôi học hành chăm chỉ thì tôi sẽ đỗ kỳ thi, cái đấy là có thể xảy ra, đúng không nhỉ? Chứ không phải là nếu mà tôi
Chứ cái đấy nó cũng không phải là một cái trái ngược với sự thật, bởi vì cái đấy có thể xảy ra. Còn ví dụ như là nếu mà tôi là bạn ấy, đúng không? Thì tôi đã đi đến Hàn Quốc để đi chơi rồi. Vậy thì ở đây cái đấy nó không thể nào xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai được. Một cái mà trái ngược với thực tế, đúng không nhỉ? Bởi vì tôi không thể nào là bạn. Nên cái đấy cô chia thì hiện sorry, cô chia câu điều kiện loại 2. Thì đó là sự khác biệt giữa câu điều kiện loại 1 và loại 2. Chúng ta sẽ tiếp tục với câu số 4. If we soon we dust forest in 5 years. Nếu mà chúng ta không hành động sớm, đúng không? Thì chúng ta sẽ mất cái khu rừng đó trong vòng 5 năm tới thôi. Vậy thì ở đây là có một cái mà có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai, đúng không nhỉ? Và thường câu điều kiện loại 1 thì nó sẽ diễn tả một cái mà để kêu gọi ấy, nếu mà không làm này thì sẽ thế nào ấy. Đó, nên câu số 4 sẽ chia câu điều kiện loại 1. Về trước sẽ chia thì hiện tại đơn. Và đây là not act. We mượn cho động từ là don't, đúng không nhỉ? Cộng với nguyên thể là act. If we don't act soon. Và về sau sẽ là will, cộng với verb nguyên thể sẽ là will lose. Và câu số 4 có nghĩa là nếu mà chúng ta không hành động sớm thì chúng ta sẽ sớm mất cái rừng đó trong vòng 5 năm tới thôi. Và câu số 5. If there's be no water and air, there be no life on earth. Và nếu mà không có nước và không khí thì sẽ không có sự sống trên trái đất. Vậy thì ở đây là một cái mà trái ngược với hiện tại, đúng không nhỉ? Bởi vì thực chất là bây giờ nó có nước và có không khí nên là nó vẫn có sự sống. Không, sorry, cô nghĩ ở đây nó sẽ phải là câu điều kiện lại nhất cơ, lại một, bởi vì là nó có thể xảy ra hiện tại và tương lai. Nếu mà không có thì sẽ không có, đúng không nhỉ? Nếu mà không có nước và không khí thì sẽ không có cái cuộc sống ở trên trái đất, là một cái đúng, là một cái sự thật. Và nếu nó là một cái sự thật thì nó sẽ là câu điều kiện loại không. Câu điều kiện loại không là một cái mà để diễn tả một cái sự thật hiển nhiên, một cái chân lý á. Mặc dù là ở trong 3 unit này thì mình chưa học câu điều kiện loại không, nhưng mà trong câu số 5, câu điều kiện loại không mới là chính xác nhất. Và cô sẽ giải thích. Câu điều kiện loại không có cấu trúc là cả hai vế đều chia thì hiện tại đơn. Diễn tả một cái sự thật hiển nhiên, một cái chân lý nào đó, chứ không phải là có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai nữa rồi. Bởi vì rõ ràng là nếu mà không có nước và không khí thì sẽ không có một cuộc sống, đúng không nhỉ? Thì đó là một cái sự thật hiển nhiên. Nên cô sẽ phải chia thì chia câu điều kiện lại không. Và câu điều kiện lại không, câu số 5 đều chia thì hiện tại đơn. Vậy đây sẽ là if there is, đúng không nhỉ? Và there is. Còn câu số 6, if everybody use solar energy, there's be much less pollution. Có nghĩa là nếu mà mọi người ấy sử dụng năng lượng mặt trời thì sẽ có ít ô nhiễm hơn. Vậy thì ở đây nó sẽ là câu điều kiện loại 1. Nó có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai, đúng không nhỉ? Nên ở về trước cô sẽ chia thì hiện tại đơn. Everybody là đại từ bất định nên động từ vẫn chia số ít, sẽ thêm s này. Và về sau sẽ là will be. Ok. Và đây là đáp án cho bài số 5 phần ngữ pháp. Chúng ta chép lại giúp cô nhé. Và nếu mà chúng ta không chắc là không nhớ là liệu là chúng ta có thể giải thích cho cô không, bởi vì là ở trên lớp thì cô sẽ hỏi là tại sao em chọn như thế, thì chúng ta sẽ nốt lại những cái mà cô đã giải thích nhé. Ok, chúng ta sẽ chuyển sang bài số 6, liên quan đến câu chủ động hoặc là câu bị động. Yêu cầu của bài số 6 như sau. Choose the correct voice to complete the sentence. Là chúng ta sẽ phải chọn cái chọn dạng đúng, nhưng mà đây sẽ phải là kiểu chọn cái thể đúng ấy, là thể bị động hay là thể chủ động để hoàn thành những câu sau. Câu số 1, food and medical supply have sent hay là have been sent to the victim of the hurricanes. Đồ ăn và thực phẩm, sorry, thực phẩm và thiết bị y tế, đúng không? Thì đã được gửi đến cho những nạn nhân ở cơn bão. Ở đây, have sent là chủ động và have been sent là bị động. Nếu mà là chủ động thì sẽ phải là ai đó gửi cái gì cho ai. Còn đây là cái gì thì sẽ phải là được gửi, đúng không nhỉ? Phải là bị động. Nên đáp án sẽ là have been sent.
Câu số 2. Last week, the community organized several activities to raise money for the wounded in the earthquake. Và chúng ta có wounded, nó bằng với injured. Câu số 2 có nghĩa là tuần trước thì cộng đồng đã tổ chức một vài hoạt động để quyên góp tiền cho những người bị thương trong trận động đất. Và ở đây, cộng đồng đã tổ chức hay là đã được tổ chức một vài sự kiện, một vài hoạt động. Sẽ phải là đã tổ chức, đúng không nhỉ? Bởi vì ở đây cô có cái tân ngữ ở đây là several activities đây. Vậy thì chủ ngữ the community, động từ chủ động, tổ chức, chúng ta là được tổ chức. Câu số 3. Great Britain is made up of England, Scotland and Wales. Ở đây cô có động từ là make up, là chiếm hoặc là được tạo thành bởi cái gì. Thì ở đây make up, chiếm này, hoặc là is made up, được tạo thành bởi cái gì. Vậy thì cái này câu số 3 sẽ phải là is made up, câu bị động. Và câu này có nghĩa là Anh quốc thì được hình thành bởi nước Anh, Scotland và nước Wales. Chứ không phải là Anh quốc thì chiếm nước Anh này, Scotland và Wales nhé. Vậy thì còn câu số 4. Water pollution caused chủ động is caused bị động mainly by industrial waste and sewage from household. Có nghĩa là ô nhiễm nước thì chủ yếu bị gây ra bởi chất thải công nghiệp và chất thải từ hộ gia đình. Vậy thì ở đây vừa nãy cô đã dịch ra thì nó đã chính là câu bị động rồi, đúng không nhỉ? Bởi vì là water pollution, ô nhiễm nước thì gây ra chính bởi, không hợp lý, đúng không nhỉ? Nếu mà chúng ta muốn dùng chủ động thì sẽ là industrial waste and sewage from households caused water pollution. Nhưng mà đây là water pollution thì sẽ phải là ô nhiễm nước thì bị, đúng không? Thì bị gây ra bởi cái gì đó, nên nó sẽ phải là câu bị động to be phân từ 2. Và câu số 5. Canberra chose or was chosen as the capital of Australia in 1908. Vậy ở đây Canberra thì chọn hay là được chọn là thủ đô của nước Úc vào năm 1908. Đây sẽ phải là được chọn chứ không phải là nó tự chọn, đúng không? Nên sẽ phải là câu bị động was chosen. Và câu số 6, urbanization là đô thị hóa, is happening so fast. Đô thị hóa đang xảy ra rất là nhanh chóng. Tall buildings have been replaced, paddy fields and pasture. Và các những cái tòa nhà cao tầng thì đã thay thế hay là đã bị thay thế paddy field, những cái đồng lúa và những cái đồng cỏ. Nếu mà là đã được thay thế thì sẽ phải đã được thay thế bởi cái này. Đúng không ạ? Đúng không? Nhưng mà ở đây nó không có, mà nó sẽ phải là câu chủ động. Cái này thì thay thế cái này. Ở tòa, những tòa nhà cao tầng thì thay thế những cái cánh đồng lúa hoặc là và những cái cánh đồng cỏ. Còn nếu mà chúng ta muốn dùng câu bị động thì sẽ là paddy fields and pasture have been replaced by tall building. Thì đó là câu số 6 nhá. Nhưng mà đây là tall building thì replace cái này thì nó sẽ là câu chủ động. Chứ không phải là cái này thì bị thay thế bởi cái kia, nên nó là câu chủ động. Và phần cuối cùng của video ngày hôm nay là Everyday English. Yêu cầu của bài số 7. Match the sentences in A with replies in B. Là chúng ta sẽ nối những câu ở phần A với câu trả lời của nó ở phần B. Câu số 1. How's your visit to Grand Canyon? Là cái chuyến đi thăm đến hẻm núi lớn như thế nào, đúng không nào? Hoặc là chuyến đi thăm đến nơi này thì như thế nào? Vậy thì ở đây diễn hỏi là kiểu hỏi về cái cảm xúc đấy, đúng không? Câu số 2. Last Sunday, a group spent nearly a whole day cleaning the beach. Là chủ nhật tuần trước thì nhóm chúng tôi đã dành gần như là cả ngày để dọn bãi biển. Đây là một cái hoạt động tốt nên là chúng ta có thể là khen, đúng không nào? Và câu số 3, have you heard about the fire in the ABC shopping center? Là bạn đã nghe về vụ cháy ở trung tâm mua sắm ABC chưa? Câu số 4, Alaska and Hawaii share no border with the other state in the USA. Là bang Alaska và bang Hawaii ấy, thì không cùng biên giới với những bang khác ở Mỹ. Câu số 5, look, Phong, there are two rainbows in the sky. Ôi Phong ơi, nhìn kìa, có cầu vồng kép, đúng không nhỉ? Có hai cầu vồng ở trên trời.
6. How about organizing a clean day for our school? Bạn nghĩ thế nào với việc là tổ chức một ngày dọn dẹp ở trường của chúng ta? Ok, vậy đi câu số 1 này. Cái chuyến đi đến Grand Canyon của bạn thì như thế nào? Trả lời awesome, là thật là tuyệt. Bạn đang giúp đỡ, bạn đang giúp để giảm ô nhiễm, đúng không nào? Vậy thì nó không hợp lý lắm mà bạn đang giúp để giảm ô nhiễm thì nó sẽ phải liên quan đến cái việc là dọn biển, đúng không nào? Vậy câu A sẽ đi với câu số 2. Và how is your visit to Grand Canyon? Cô sẽ chọn đáp án là A. Thrilling. Thrilling. I have never seen such an amazing place. Thật là tuyệt. Mình chưa bao giờ đến hoặc là mình chưa bao giờ thấy một nơi nào mà tuyệt vời như thế. Câu số E. Bởi vì đi đến thăm ở đâu ấy, đúng không? Thì sẽ là liên quan đến place đây. Câu số 2 thì chúng ta đã chọn rồi. Câu số 3. Bạn đã nghe về cái tin cháy ở cái trung tâm thương mại ABC chưa? Why so? Tại sao lại như thế? Hay là I had no idea about that. Không, tôi chẳng có ý kiến gì về cái đấy cả. Hay là oh yes, I can't believe it. Thật á, tôi không thể nào tin. Mình không thể nào tin nổi. Hay là good idea, thật là một ý tưởng tốt. Tại sao mà chúng ta không bắt đầu luôn nhỉ? How should we start? Là vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu như thế nào? Còn cái câu cuối cùng, no, was anybody hurt? Tôi chưa nghe. Vậy có ai bị thương không? Thì nó sẽ là câu số 3 với câu G, đúng không nào? Không, tôi chưa nghe có ai bị thương không. Khi mà nó nói đến thảm họa thì chúng ta thường sẽ hỏi như vậy. Và câu số 4, Alaska và Hawaii thì không sẽ không cùng biên giới với các bang khác ở nước Mỹ. Vậy thì chúng ta có thể hỏi là gì? Tại sao lại như thế nhỉ? Đúng không nhỉ? Hay là không, tôi cũng chẳng có ý kiến gì về điều đó. Hay là tôi không thể tin nổi. Hay là thật là một ý tưởng tốt. Nó sẽ phải là tại sao lại thế nhỉ? Tại sao lại không chia? Tại sao không cùng biên giới? Thì bởi vì là hai bang này có thể là nó ở ngoài biển á. Đó, nên là nó sẽ không chia sẻ, nó sẽ không cùng biên giới với các bang khác. Vậy câu số 5 này, ôi Phong mơ nhìn kìa, có cờ vồng kép ở trên trời thì sẽ là uầy, thật là tuyệt, tớ không thể nào tin nổi, đúng không nào? I can't believe it. D. Câu số 5. Và câu số 6, vậy thì cái việc chúng ta tổ chức một ngày lễ dọn dẹp ở trường thì như thế nào nhỉ? Thì chúng ta sẽ khen là thật là một ý tưởng tốt, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu như thế nào? F. Và chúng ta thừa một câu là câu C, đúng không nào? Câu C không có. Ok, vậy thì bài 7 đã kết thúc phần review 3 ở phần language. Vậy thì chúng ta sẽ đón xem tiếp về phần skills nhé. Cảm ơn chúng mình đã lắng nghe. Goodbye! Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.